Thưa quý vị, chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban điều hành đề án 1309 Giáo dục quyền con người tổ chức hội nghị trực tuyến đến 62 tỉnh thành nhằm triển khai chỉ thị số 34 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, giáo dục quyền con người có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền con người. Thời gian qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các bộ cơ quan liên quan đã triển khai một số nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 1309. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, quản lý, cũng như các nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai đề án còn có hạn chế như việc biên soạn tài liệu, giáo trình về quyền con người còn chậm, công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, giảng viên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về trách nhiệm của các ngành, cơ quan tham gia đề án, phân tích những điều đạt được và chưa đạt được trong việc đưa quyền con người vào chương trình giáo dục, cần bố trí nguồn lực như thế nào, làm thế nào thống nhất nhận thức từ lãnh đạo, tham mưu để mở rộng phạm vi thực hiện.